Nhà báo điều tra Bob Woodward, 81 tuổi, ngày 15 tháng 10, sẽ ra mắt cuốn sách có tựa đề của Một số hãng truyền thông Mỹ như CNN, Washington Post, New York Times đã có chiếc bản sao cuốn sách và liệt kê những chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin. Trong sách, Woodward dẫn thông tin từ một trợ lý giấu tên của Trump cho biết, cựu tổng thống đã liên lạc với ông Putin có thể là 7 lần sau khi rời nhiệm sở. Hồi đầu năm, Trump từng yêu cầu trợ lý này ra khỏi phòng ở ma a trong khi cựu Tổng thống có cuộc gọi điện riêng tư với ông Putin. Khi được hỏi về thông tin trên, một trợ lý khác của Trump là Jason Miller nói không biết về vấn đề này. Tôi chưa nghe nói về chuyện họ liên lạc với nhau, ông Miller cho biết, nhưng tôi chắc chắn họ biết cách liên lạc với nhau nếu cần nói chuyện. Cuốn sách không đề cập tới nội dung ông Trump và ông Putin đã thảo luận trong các cuộc điện thoại Hồi tháng 8, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ hòa hợp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin một lần nữa nếu tái đắc cử, đồng thời nhấn mạnh rằng diễn biến như vậy sẽ cực kỳ tích cực. Theo cựu Tổng thống, trước đây trong một cuộc trò chuyện, ông từng khuyên ông Putin không nên có bất kỳ hành động nào tấn công Ukraine. Chính trị gia này cũng nói thêm rằng, ông coi lãnh đạo các quốc gia đang cạnh tranh với Mỹ là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Trong đó, ông Putin được đánh giá là một nhà đàm phán giỏi. Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris, ứng viên đại diện Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ tiếng cười của bà Harris là lý do khiến ông ưa thích bà hơn đối thủ Donald Trump. Theo nhà lãnh đạo Nga, cựu tổng thống Trump đã áp dụng nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga hơn bất kỳ ai trước ông ở Nhà Trắng. Ngay sau đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói đùa rằng tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm tổn thương ông khi tuyên bố ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và thậm chí sẽ hoàn thành điều này trước khi nhậm chức. Tuy nhiên, ông Trump tới nay chưa giải thích rõ ràng về kế hoạch 24 giờ mà ông nêu ra. Vào tháng 10 năm ngoái, tân Thủ tướng Slovakia đã tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và chỉ hỗ trợ ở mức viện trợ nhân đạo và dân sự. Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico tuyên bố Chúng tôi coi việc giúp Ukraine chỉ là viện trợ nhân đạo và dân sự thuần túy và chúng tôi sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine không phải là của Slovakia. Chúng tôi không có bất cứ điều gì để làm ở đó. Theo kênh Euronews, tuyên bố trên được đưa ra sau một ngày ông Fico được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ liên minh, bao gồm đảng cực hữu thân Nga. Trong diễn biến mới nhất, người dân Slovakia chuyển một khoản tiền viện trợ đến Ukraine. Cụ thể, European Pravda cho biết, số đạn dược mà người dân Slovakia quyên góp được trị giá hơn 4 triệu euro vào đầu năm nay đã đến Ukraine. Ông Fedir Blachak, đại diện của chiến dịch đạn dược cho Ukraine cho biết, số tiền gây quỹ được dùng để mua 122 tấn đạn dược. Chúng được vận chuyển bằng 6 chiếc xe tải đến một nhà kho hậu cần. Từ đó, chúng được bàn giao cho Ukraine. Toàn bộ quá trình, từ thông báo rằng đạn dược đang được mua bằng số tiền quyên góp, cho đến thông báo rằng đạn đã tới Ukraine mất từ 4 đến 5 tháng. Theo tờ Politico của Mỹ, Slovakia đã cung cấp phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô và hai hệ thống phòng không cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành quốc gia đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Kiev sau cuộc tấn công tổng lực của Nga. Cụ thể, chính phủ Slovakia tiền nhiệm đã viện trợ hàng chục máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga sản xuất mà Slovakia đã ngừng hoạt động và hầu hết trong số đó không hoạt động, cũng như hệ thống phòng không KUB. Tuy nhiên, như đã nêu trên, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người được bầu vào tháng 10 năm 2023, đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine ngay sau khi nhậm chức. Lý do mà ông Robert Fico đưa ra về vấn đề không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine bởi thả đàm phán hòa bình 10 năm còn hơn giao tranh với nhau 10 năm mà không có kết quả. Tuy nhiên, ông Fico cho biết sẽ không ngăn cản các công ty Slovakia sản xuất và cung cấp vũ khí cho khách hàng của họ, trong đó có Ukraine. Song song với đó, hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng cho biết nước này nên chuẩn bị cho sự kết thúc của cuộc xung đột ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ Slovakia-Nga. Về vấn đề quốc gia này đang là thành viên của NATO và EU, ông Fico cho biết nước này vẫn có vị thế chủ quyền nhất định. Panzer là hệ thống vũ khí phòng không độc đáo có khả năng sử dụng cả tên lửa đối không tầm trung và pháo phòng không nòng đôi cỡ 30mm. Hệ thống pháo phòng không di động Panzer được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng, khu vực quân sự, hành chính và khu công nghiệp khỏi mối đe dọa từ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác của đối phương. Đồng thời tăng cường khả năng phòng không cũng như đẩy lùi các cuộc không kích lớn. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo, họ đã nhận thêm hàng loạt tổ hợp phòng không Panzer hiện đại hóa như một phần của mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước trong năm 2024. Điều cần nhấn mạnh ở chỗ, đây là những hệ thống Panzer đã được cải tiến. Vũ khí này có thể hoạt động một cách hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái, đạn rocket, tên lửa hành trình và bom lượn tăng hình. Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec thông báo, toàn bộ thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và nhận được chấp thuận phê duyệt từ đại diện lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Giám đốc công nghiệp cụm vũ khí trực thuộc tập đoàn Rostec, ông Bekhan Osdoev nhấn mạnh, Panzer S là một trong những hệ thống pháo tên lửa phòng không tầm thấp hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống đã bắn hạ thành công nhiều mục tiêu phức tạp với tín hiệu phản xạ radar thấp, điển hình như tên lửa hành trình tăng hình Storm Shadow và GMLRS. Nó cũng sẽ tiêu diệt các đối tượng như tiêm kích F-16 hay bom AGM-154 GSOV dễ dàng. Chưa dừng lại tại đây, đại diện tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec còn cho biết các kỹ sư quân sự sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra những phiên bản mới của hệ thống phòng không tầm thấp này. Trước đó vào tháng 1, tập đoàn Rostec của Nga công bố đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên phiên bản hiện đại hóa Panzer SMSV. Các cuộc thử nghiệm này do các chuyên gia từ Cục thiết kế Sipunov thuộc tập đoàn Rostec thực hiện và đã đáp ứng được yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Với khả năng cơ động cao, vũ khí hiện đại và hệ thống radar cải tiến, Panzer SMSV được đánh giá là một loại vũ khí vạn năng của Nga trên chiến trường. Sự xuất hiện của hệ thống pháo và tên lửa phòng không này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu ở độ cao thấp và cự ly gần. Tuy nhiên, hệ thống này hiện tại vẫn chưa được đưa vào thực chiến. Hay gần đây nhất, phiên bản Panzer SMDE đã được trình bày tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024. Nó được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, hệ thống Panzer cải tiến sẽ cần thêm thời gian để chứng minh năng lực bởi thực tế những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine cho thấy các phiên bản cũ của tổ hợp phòng không này chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng cũng như tính năng vẫn được quảng cáo. Theo các quan chức Ukraine, mới đây, tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu chở hàng treo cờ Palau tại cảng Odessa, phía nam Ukraine. Theo phía Ukraine, con tàu mang tên Optima vừa cập cảng vài giờ trước khi hướng chịu vụ tấn công. Vụ tấn công đã khiến một công nhân người Ukraine thiệt mạng và năm thủy thủ đoàn mang quốc tịch nước khác bị thương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha đã lên án hành động của Nga, đồng thời cho biết hai con tàu đã bị hư hại nặng nề tại trung tâm xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của con tàu này. Ông đang trên trang X của mình, chúng ta phải hợp tác với tất cả các quốc gia và tổ chức có trách nhiệm để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đen và an ninh lương thực toàn cầu. Bộ Quốc phòng Nga từ chối trả lời yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết, Nga đang cố gắng phá hủy hoạt động vận chuyển trên biển đen và khiến an ninh lương thực thế giới bị đe dọa. Điều này có thể dẫn đến những bất ổn nghiêm trọng hơn tại các khu vực nhạy cảm đang phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Trước đó, tàu Paresa, treo cờ Sankis và Nevis chở theo 6.000 tấn ngô cũng được Bộ Khu vực Kinh tế Ukraine báo cáo đã bị tấn công tại cảng Pipdeni gần đó. Bộ này cho biết toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Paresa gồm các công dân Syria và Ai Cập đều không bị thương. Được biết, Paresa là tàu dân sự thứ 20 bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Tháng trước, một tàu chở hàng treo cờ Senkis và Nevis đã bị tên lửa của Nga bắn trúng trên biển đen sau khi rời Aya. Một tàu khác treo cờ Antigua cũng bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Odessa. Nga đã nhiều lần tấn công cảng này kể từ khi tiến hành hoạt động quân sự vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị gián đoạn bởi giao tranh, sau đó được nối lại theo thỏa thuận ký tháng 7 năm 2022 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, Nga rút khỏi thỏa thuận vì những điều khoản liên quan đến Nga không được thực thi. Ukraine sau đó một tháng đã tuyên bố thiết lập hành lang vận chuyển ngũ cốc, đồng thời dùng xuồng cảm tử và vũ khí tầm xa để đẩy hạm đội biển đen của Nga ra khỏi phía tây vùng biển. Hành lang ngũ cốc của Ukraine chạy ven bờ phía tây biển đen, đi qua khu vực gần Rumani và Bulgaria.